Suýt gặp Diêm Vương, làm gì cho ngầu. Và như vậy chúng ta cùng đến với một sự việc. Vâng, một người đàn ông. Rồi, anh đang đút điện thoại túi và anh đang đi đâu vậy? Vâng, xui xui rồi. Chỉ một chút nữa thôi thì anh đã rơi xuống chiếc hố tử thần. Rồi, đứng thè lưỡi luôn. Và như vậy là sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 7. Một người đàn ông đã di chuyển lên trên vỉa hè và vỉa hè đã sụp xuống, và suýt chút nữa thôi thì đã cuốn theo anh. Sau đó thì anh đứng với một cái thái độ có thể nói là giống khỉ đột, đứng thè lưỡi luôn, tay đưa giơ lên đầu. Rất may là không có chuyện gì xảy ra ở đây. Có lẽ là hệ thống cống ở đây đã ngấm nước và nó đã bị lún sụt từ trước, và khi anh này dẫm lên thì nó đã bị sụt. Và để ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức. Xin chào.